Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 59 năm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và 43 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Bến Tre, ngày 20 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh và các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 với chủ đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo để nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã phát biểu ôn lại truyền thống của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam cách đây 59 năm, ngày 18 tháng 5 1963 tại Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Ngày 18 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Luật Khoa học và Công nghệ đã được thông qua, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong những năm qua, lực lượng khoa học và công nghệ Bến Tre đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, cống hiến trí tuệ để đưa khoa học và công nghệ tỉnh nhà phát triển. Ngành khoa học và công nghệ Bến Tre từng bước thể hiện vai trò là động lực quan trọng trong phát triển tỉnh nhà, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao và đổi mới công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng 131 sản phẩm ô cốp của tỉnh. Khoa học và công nghệ còn hỗ trợ nghiên cứu nhằm tạo luận cứ khoa học để ban hành các chương trình nghị quyết, chính sách của tỉnh, khắc phục xâm nhập mặn, phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số. Trong năm 2021-2022, ngành khoa học và công nghệ phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các sở ngành và địa phương tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 8 và giải báo chí khoa học và công nghệ. Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần 8 có 8 trên 78 sản phẩm đạt giải, trong đó đề xuất 3 sản phẩm tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Dịp này, ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp thiết thực cho việc tổ chức thành công hội thi, trao 3 giải khuyến khích, 4 giải ba và trao giải nhì không có giải nhất cho sản phẩm sử dụng phần mềm GeoGebra trong dạy học hình học không gian toán 12 của các tác giả Phan Trọng Hải, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Châu Thành; Đinh Phước Tân, giáo viên trường Trung học phổ thông Cao Văn Thỉnh, huyện Mỏ Cày Nam; Trần Văn Dũng, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại; Phạm Tuấn Đạt, giáo viên trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm, huyện Thành Phú; và Võ Văn Huynh, chuyên viên phòng khảo thí quản lý chất lượng và công nghệ thông tin Giáo dục Đào tạo. Giải báo chí về khoa học và công nghệ có 28 trên 86 tác phẩm đạt giải. Ban tổ chức đã trao 16 giải khuyến khích, 6 giải ba, 4 giải nhì và 2 giải nhất cho tác phẩm truyền hình xây dựng chỉ dẫn địa lý của biển Bến Tre của đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp thực hiện, và tác phẩm Thầy giáo trẻ khởi nghiệp từ mật hoa dừa của tác giả Hoàng Trung, báo Nhân dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho các hội thi và các sản phẩm, tác phẩm đạt giải nhất của 2 cuộc thi. Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tiến sĩ Lâm Văn Tân đã phát động phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 9 năm 2022-2023. Thay mặt cho ban tổ chức hội thi và cuộc thi, tôi xin phát động đối với Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 9 năm 2022-2023. Vì thời gian diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, sản phẩm dự thi từ các công trình, đề tài khoa học, giải pháp mô hình về kỹ thuật để phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại hiệu quả cao đều được tham gia hội thi. Lĩnh vực dự thi là các lĩnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí hóa, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y dược, giáo dục. Ban tổ chức cũng đã phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022 nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và lan tỏa đến đông đảo người dân, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.